Xin chào quý vị và các bạn. Trong video này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn các phương pháp tính giá tồn kho trên phần mềm. Vào phân hệ tồn kho, chọn tính giá tồn kho. Tại đây xuất hiện 3 lựa chọn là tính giá trung bình tháng, tính giá trung bình di động theo ngày, tính giá nhập trước xuất trước. Đầu tiên, chọn tính giá trung bình tháng. Tại đây, người dùng ghi rõ năm và kỳ kế toán cần tính. Sau đó, ta nhập tiếp các thông tin sau. Đơn vị cơ sở được thiết kế để phục vụ cho việc quản lý, hạch toán số liệu và xem báo cáo cho từng đơn vị dùng trong các doanh nghiệp có công ty mẹ con, chi nhánh, đại lý. Chương trình cho phép người dùng lên báo cáo cho từng đơn vị cơ sở hoặc cho tất cả một vài đơn vị. Mã kho, nhập một mã kho vật tư cần tính, hoặc chương trình sẽ tự động tính giá thành toàn bộ các kho bằng cách bỏ trống. Mã dự án, nhập một mã dự án cụ thể, hoặc chọn nhiều mã dự án. Tài khoản vật tư, nhập tài khoản vật tư cần tính, có thể chọn nhiều loại vật tư. Mã vật tư, có thể chọn một hoặc nhiều mã vật tư cùng lúc. Người dùng có thể cập nhật dữ liệu tính giá thành vào thẻ kho, hoặc cả thẻ kho và sổ cái. Có thể chọn hạch toán chênh lệch giá trị chênh lệch tồn kho với số lượng tồn là 0, khác 0 hoặc không hạch toán. Chương trình luôn mặc định số lượng tồn bằng 0. Xử lý khi hạch toán chênh lệch giá tồn kho, nhập không nhóm khi lưu vào sổ cái để tính giá từng chênh lệch một, chọn nhóm khi lưu vào sổ cái để tính đồng thời các chênh lệch. Cuối cùng ta nhập tài khoản ngầm định hạch toán chênh lệch giá tồn kho, chương trình sẽ mặc định là 632. Để tính giá trung bình theo ngày, ta chọn tính giá trung bình di động theo ngày. Tại đây ta nhập đầy đủ các thông tin cần có như thời gian, năm và kỳ cần tính, mã đơn vị cơ sở, mã kho, mã dự án, tài khoản vật tư, mã vật tư, cập nhật giá, hạch toán giá trị chênh lệch tồn kho, xử lý khi hạch toán giá trị chênh lệch kho, tài khoản ngầm định hạch toán chênh lệch giá tồn kho. Sau đó, ta nhập ngày cần tính và áp giá cho các phân xưởng. Tại danh mục tính giá nhập trước xuất trước, ta chỉ cần nhập tương tự các thông tin như thời gian, mã đơn vị cơ sở, tài khoản và mã vật tư cần tính. Sau đó, chọn cập nhật giá. Cuối cùng, có thể để cảnh báo nhập trước xuất trước và tồn kho tùy theo người sử dụng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video hướng dẫn khác. Chúc các bạn thực hiện thành công.